Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Như tôi đề các bạn đã thấy rồi thì trước đây nếu mà muốn sử dụng Picture in Picture ở trên YouTube á, thì các bạn phải lên trên trang web Salary, các bạn tìm YouTube để các bạn sử dụng. Tuy nhiên là bây giờ với một cái shortcut mà mình mới vừa tìm được thì các bạn có thể sử dụng ngay trên ứng dụng YouTube của các bạn luôn. Và cái cách làm là như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào video thôi. Rồi, và để trả lời cho cái câu hỏi mà nhiều bạn đặt cho mình là: anh ơi, tại sao em không thêm được cái shortcut này? Thì đó là lý do mà các bạn chưa bật cái bảo mật chia sẻ. Ở đây là cái phím tắt chưa được tin cậy lên. Thì tại sao mà không làm được cái này? Thì đây, đầu tiên các bạn làm cho mình đó là các bạn vào trong phần shortcut. Thì sau khi mà các bạn vào shortcut xong á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái shortcut mới ở đây nè. Nó và nó có sẵn. Thì các bạn hãy bật lên và sử dụng một cái shortcut do mình. Ví dụ như các bạn bật đại một cái shortcut nào đó đi. Đó, và xong, đây các bạn bật như thế này nè. Đó, và sau đó thì ở đây nó sẽ cho các bạn bật cái phím tắt chưa được tin cậy lên. Là sau khi mà các bạn sử dụng một cái shortcut rồi, và nó sẽ bật cái này lên và các bạn chỉ cần tích nó lên là sẽ thêm được phím tắt không tin cậy. Rồi, và như vậy là các bạn đã có thể bắt đầu sử dụng những cái shortcut riêng của bản thân mình rồi. Và cái đường link để tải cái shortcut mà Picture in Picture của mình sắp giới thiệu đây á, thì mình sẽ để dưới phần description cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng tải về. Và mình thì mình đã tải nó về sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong phần shortcut. Đây, nó là cái YouTube Picture in Picture nè. Đó, và cái việc của các bạn bây giờ là các bạn phải tải thêm cho mình một cái ứng dụng nữa, đó là Script Table ở đây. Và cái ứng dụng này mình cũng sẽ để link ở dưới phần description luôn để cho các bạn dễ dàng tải về, chứ để các bạn tìm thì mệt quá. Đó, thì cái ứng dụng này miễn phí thôi các bạn tải nó về thôi. Và nó cũng là một cái công cụ để bổ trợ cho cái việc là sử dụng cái tính năng thu nhỏ cái màn hình trên YouTube lại. Đây, thì mình sẽ demo luôn. Đây là một cái clip của anh em TV. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bật nó ở trong cái phần thu nhỏ màn hình ở đây nè. Đó, và mình sẽ kéo xuống. Rồi, và bây giờ nó đã bật lên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lướt ra ngoài. Đó, và các bạn thấy rồi. Thì nó sẽ sử dụng cái ứng dụng Script Table nãy để nó bật ra cái màn hình này cho các bạn xem. Và các bạn vẫn có thể sử dụng nó như là trên cái Safari luôn nè. Các bạn có thể kéo qua như thế này, hoặc là các bạn kéo lại đều có thể sử dụng được. Cái cách làm khá là đơn giản, đó là các bạn vào trong phần shortcut này, các bạn bấm Run như thế này nè. Xong, các bạn bấm xong. Và như vậy là nó đã chạy được thử một lần đầu rồi. Và các bạn tải cái Script Table này về cho mình. Sau đó các bạn vào trong phần YouTube, các bạn nhấn vào nút chia sẻ và các bạn bấm vào cái thêm này nè. Đó, và các bạn tìm YouTube PEP. Đó, thì đây là Picture in Picture. Đó, thì các bạn có thể thêm nó vào. Thì ban đầu là nó sẽ nằm ở dưới này, tuy nhiên là các bạn có thể sửa tác vụ để cho nó đi lên trên cho nó dễ hơn. Thì nó sẽ tiện hơn cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn sử dụng. Sau khi các bạn cài xong thì các bạn có thể sử dụng cái này. Và ở trong cái phần Script Table này thì các bạn có thể tăng cái thời gian chạy của nó lên, ví dụ 1.25, 1.75, 2 chấm. Đây, đó, thì các bạn thấy nó nhanh hơn, hoặc là 360p hoặc là 720p tùy các bạn. Đó, thì các bạn có thể chỉnh normal là với tốc độ bình thường. Thì đây là cái ứng dụng Script Table cũng như là cái shortcut mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Thì mình nghĩ là cái này nó sẽ phù hợp với là những anh em nào mà chúng ta hay cày phim mà các bạn muốn nhắn tin. Tại vì với những cái video ngắn thì nó cũng sẽ không giúp ích được nhiều. Tuy nhiên là với những cái video tầm khoảng 15-20 phút, các bạn không muốn vào ứng dụng YouTube quá lâu, thì các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này để nó có thể cho các bạn thu nhỏ cái video lại, đặt ở góc màn hình, và các bạn có thể vừa nhắn tin vừa lướt Facebook, các bạn vẫn có thể xem được. Thì nó cũng là một cái khá là hay. Nó chỉ phù hợp với là những video dài một xíu thôi. Video ngắn thì mình nghĩ là sau khi mà nó chạy xong các bạn phải bật lại YouTube thì nó khá là phiền, và mình không thích cái này cho lắm. Nó thì đó là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng ở trên này. Và các bạn lưu ý nha, là mình sẽ để hết tất cả những cái đường link này ở phía dưới phần description, các bạn dễ dàng tải về. Và tải về thì nó cũng nhanh thôi, không có gì để khó hết đó. Rồi, và đó là video mà mình đã giới thiệu cho các bạn cái shortcut giúp các bạn có thể thu nhỏ cái màn hình YouTube lại để xem giống như cái tính năng Picture in Picture. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này, hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện Thoại Vui TV tụi mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.